chắc chắn sẽ phải toàn đến này kia. Cuối tháng là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu một chút về môn lịch sử nha mọi người. Lịch sử về kinh tế mọi người, kinh tế mình đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ đồng hành với mình nhé. Đây sẽ là một cái video khá là học thuật đấy mọi người ạ. Ok, vậy thì hãy bắt đầu tìm hiểu ngay bây giờ nha mọi người. Đọc bài viết của Mai Linh chưa? Chưa dòm đang học cái bước không? Nghe sợ vậy. Anh làm gì đấy? Đang giờ đi. Vấn đề sức khỏe. Sức khỏe á? Ừ. À tao cũng cứ bạn này đi. Xem là nó sẽ mang đến cho Đâu mình có thấy đâu? những điều gì Hay nhé, story. story ấy, những điều gì hay ho nhé các bạn. Ok, vậy thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem sao này. Đây thì ông phê phán cái chế độ thuế khóa độc đoán như thuế đánh đầu người này, chế độ thuế thân có tính chất lãnh địa, chế độ hà khắc ngăn cản việc tích lũy của nông dân. Ông thì lên án chế độ thừa kế tài sản nhằm bảo vệ đặc quyền của quý tộc, coi đó là thể chế dã man ngăn cản cái việc phát triển của sản xuất nông nghiệp. Ê mày mày, sau này bọn mình mà lương tầm 7 8 triệu một tháng bọn mình sống kiểu gì nhỉ? Không đủ sống đâu. Ô, Hà Nội sống kiểu gì được? 10-15 triệu tháng này. Hà Nội nhá, cứ tính cho tiền trọ mình có ở một cái phòng đẻo đẻo rách dưới không ở trung tâm đi cũng tầm triệu rưỡi 2 triệu. Điện nước thế đó. Thực ra tiền ăn nhé, ăn lúc đi làm ấy, cái công ty mà không nuôi ấy, thì tốn lắm. Tốn luôn đi. Tầm trọ Mà lớn rồi thì không thể nào không xã giao được. Tao nghĩ với cái số tiền lương 7 8 triệu một tháng chắc, nhưng mà đi làm rồi xin tiền bố mẹ ngại lắm. đi làm rồi không đầu cái điện cái bố đâu Nhưng mà thế thì chả có thể sống được ấy, kiểu khả năng tự mua cái xe không có ấy. Bán mặt cho tư bản không giàu được phải làm. Bạn tao bắt đầu chuyển hướng sang TikTok là gần đây, cách đây tầm 1 tuần, bán mấy cái hình Lego ấy, suốt ngày live stream TikTok. Thực ra hồi trước nó cũng hay đăng xong được lên xu hướng mấy lần, thế là được hơn 1.000 follow ấy. Thế có tính long live stream hay sao ấy? Đợt này live stream thấy bây giờ mỗi ngày mấy trăm đơn, mới 1 tuần nhá, ngày nào cũng live stream, sáng trưa chiều tối lúc nào thì nó đang live stream bán, kinh khủng không, tiềm năng kiểu kiểu như là nó có chí cầu tiến kinh khủng luôn. là nó xác định nó tập trung 100% vào cái đấy. Bây giờ chưa có đam mê về Lego rồi à? Bởi vì nó thấy là bán cái ok, bán cho bọn cái đồ chơi cho bọn trẻ con mình, cái mấy đồ chơi trí tuệ cho bọn trẻ con ấy, bán mấy cái đồ đấy thì nó thấy nó đỉnh vãi, kiểu có chí cầu tiến vậy. Nó luôn nghĩ ra cách kiếm tiền ấy, lúc nào nó nghĩ ra cách kiếm tiền mà. Nó kiểu hồi trước nó cũng hay bán giày bán thứ thứ, kiểu lúc nào nghĩ đó nghĩ kiếm tiền. Nó bảo là sau này nó sẽ không bán mặt cho tư bản, nó phải đi làm cái gì đấy, Làm chủ riêng đi. kiểu kiểu nó lúc nào cũng suy nghĩ thế ấy. Bác bỏ cái việc hạn chế buôn bán lúa mì vì nó gây khó khăn cho sản xuất nông Cái nghiệp, quạt á. vạch rõ tính chất vô lý về mặt kinh tế của chế độ lao dịch và chứng minh tính ưu việt của chế độ lao động tự do làm thuê. Đọc chưa, nhìn kinh vậy nhỉ? Ừ, chắc là hay là do làm ấy, làm cho máy oxy làm ấy nhiều vấn đề quá. Cái gì ạ? Tí nhỉ, gọi là tí nhỉ, chủ nhiệm. Cái gì ạ? Mai Linh sức khỏe đi xuống phải vào viện nên không nữa. Vào viện ăn. Ta chưa xem tin. Tin nó đang tin ấy ăn đúng không? Tin 12 3 4 5.
Có động lực hẳn. Tao vừa tính ước lượng số lượng tao. Mười chứ. Có cất Để tao cũng tính thử cho tao để trừ đi chi không trừ phí. gì vì trừ thế tao trừ hết tiền tao. Ông kết luận chế độ phong kiến là một cái chế độ không bình thường, là cái sản phẩm của sự độc đoán ngẫu nhiên và dốt nát của con người. Đó là một cái chế độ trái với trật tự tự nhiên và mâu thuẫn với cái yêu cầu của khoa học và kinh tế chính trị. Theo ông thì nền kinh tế thị trường là nền kinh tế phát triển trên cơ sở tự do cạnh tranh, tự do mậu dịch. À không, ừ, người yêu tao nợ tao 1 triệu, thế tao chỉ tao nợ 2 triệu thôi, thế tao phải còn 7 triệu, 7 triệu chưa đi. Đang tính thử em ra được bao nhiêu tính lại này. Tuyệt vời mẹ ơi, hạnh phúc tràn trề. Phê phán cái chủ nghĩa trọng thương, phê phán chủ nghĩa trọng thương. Tháng nào mà nó ấm như này chắc mình hạnh phúc đến chết. Phê phán chủ nghĩa trọng thương. Adam Smith là cái người đứng trên lập trường của tư bản công nghiệp để phê phán chủ nghĩa trọng thương. Mày có ghi mỗi ngày mày làm bao nhiêu giờ? Sao có chấm ghi lại không xong chỗ bị nhập. Ông xác định đánh tan chủ nghĩa trọng thương là cái quan niệm quan trọng bậc nhất để đánh tan cái ảo tưởng làm giàu bằng thương nghiệp. Bọn tao phải báo cáo chấm công với lại còn bốn tôi còn bốn năm có buổi tối đây mất mày điên là buổi tối cả tuần, buổi tối cả tuần luôn ấy, tính 19.000 một giờ lại còn muốn. Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đã đề cao quá mức cái vai trò của tiền tệ. Theo ông, sự giàu có phải ở chỗ có tiền mà là ở chỗ người ta có thể mua được cái gì với tiền. Ông cho rằng lưu thông hàng hóa chỉ thu hút được cái một số tiền nhất định và không bao giờ dung nạp quá số đó. Ông phê phán chủ nghĩa trọng thương đề cao quá cái mức vai trò của ngoại thương và cách làm giàu bằng trao đổi không ngang giá. Ông cho rằng việc nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong thương nghiệp bằng độc quyền thương nghiệp sẽ làm chậm việc cải tiến sản xuất. Muốn làm giàu thì phải phát triển sản xuất. Phê phán chủ nghĩa trọng thương dựa vào nhà nước để cưỡng chế cái cưỡng bức kinh tế. Ông cho rằng chức năng của nhà nước là đấu tranh chống bọn tội phạm, kẻ thù nhà nước thể hiện ở chức năng kinh tế hoặc các chức năng vượt quá sức của chủ thí nghiệm như xây dựng đường xá, sông ngòi, các công trình lớn. Theo ông, sự phát triển kinh tế thường không cần cái sự can thiệp của nhà nước. Thường đó tính lương ít hơn số tương tao nhận được. Cả tháng trước tao nhận tính tao được 6 triệu 3, tao được 6 triệu 9. Tháng này tao biết tao được thêm bao nhiêu. Ôi trời, thế thôi cũng nhiều hết rồi, ta mới đi làm từ 19. Ừ.
Chỉ lương 25.000 một giờ mà thế là cao mà. Cũng làm như chơi, chơi như làm ấy. Trời ơi nhỉ, nóng quá. Ừ. Thôi mình ra thì cũng được. Bây giờ mình phải có cái hướng gì nhỉ? Thực ra sau này mà mình không đi làm văn phòng hết được đâu đúng không? Làm văn phòng xong bây giờ phải lên lead này, lên lead xong lên giám đốc này. Mình nhiều tiền được. Làm văn phòng Chứ như nghề của mình ấy, hiểu không? mà làm văn phòng công nghiệp mình yêu thích thôi, còn không yêu thích thì cảm giác như đi tù vậy. Lại 27 tuổi xuống nhà anh trai. Tao có anh trai xuống nhà mới. Tao em phải làm ấm chỉ tơ ạ. Người tình của anh trai. Mày có anh trai xuống nhà được rồi. Mày mày thì mày lên TikTok, mày làm Facebook qua 27 tuổi mình đã bỏ việc và xuống nhà anh trai. Rồi nha. Mày biết được chị đấy không? Mày nghĩ anh tao xem thôi tao ư? Cái chị ở trên TikTok biết không? 27 tuổi xuống nhà anh trai ấy. Không biết à? Thế anh trai mày không bằng chị anh đấy rồi. Phê phán chủ nghĩa trọng Anh đông. ta nói trước là tao chỉ có nuôi tao thôi, tao không nuôi được mày đâu. Anh ta nói trước Nhưng mà rồi. anh mày cũng kiếm ra nhiều tiền mà đúng không? Kiếm ra nhiều tiền. Anh mày Anh bây kiếm giờ bao tiền. nhiêu tiền một tháng? 15 20 triệu chưa? Không biết, hơn 10 triệu. Nếu đi làm từ năm 2. Ê, nhưng tìm việc kiểu gì mà việc về ngành luôn đỉnh nhỉ? Cái gì? Anh nó tìm việc về ngành từ năm 2 luôn. Đầu tư. Anh đầu tư cho tri thức. Được nhỉ? Đúng phải 1 giờ anh ra được bao tiền? 50. 1 giờ 100.000. Tin vậy? Thôi anh em chuyển hướng đi, bỏ anh tình đào tạo đi. Kiểu gì em tìm việc kiểu gì đấy? Ai biết, Hỏi anh này thì bọn mình tìm việc kiểu đấy. Bọn một ngày là việc của ta. À một ca là việc ta. Mục tiêu phê phán của ông là đánh tan các ảo tưởng của bằng gần bằng phái một trọng buổi chiều nông của tôi rồi. về tính chất đặc biệt của nông nghiệp, phá vỡ những cái Trời luận điểm kỳ nhưng lạ của họ về mà tính chất không sản xuất nhiều công ác nghiệp. lắm này. Không phải đâu, cái mức sống cao nó tiêu cao hơn á. Vậy người những người xung quanh anh mày như thế. Thế Kiểu nên anh mày sẽ như thế, ví dụ như bọn mình bần cùng hết với nhau, bọn mình sống cùng nghèo đói, ví dụ như mình mà sống trong cái môi trường giàu có thì mình không thể nghèo đói được đúng không? có anh trong câu lạc bộ đấy, được bạn tặng sinh nhật, tặng hẳn cái máy tính bạn, à, máy tính bàn nữa đấy, với cả tặng 10 triệu bao nhiêu. Thực ra có qua có lại không sao đâu. Buồn cười lắm. Cái thằng mà tao kể là nó kiểu có giàu phải đúng như sao thằng đấy giàu thế. không biết, nhưng mà xong tao tao cứ bảo thế, xong kia rồi là giàu cứ đi kiểu kiểu hồi đấy thôi, nó chơi tài xỉu hoặc chơi cái gì đấy, chứ còn bây giờ thì không có nhiều tiền như thế ấy. Nếu mà có nhiều tiền đã mua xe rồi, không phải đi mượn xe suốt ngày. Trăm triệu. Nhưng tao không biết là tao vẫn tin là nó giàu vì nó vẫn hay tổ chức sinh nhật 5 triệu thứ mà. Adam Smith là cái người đầu tiên luận chứng cương lĩnh thuế khóa của giai cấp tư sản, chuyển gánh nặng thuế khóa cho cái tầng lớp địa chủ và tầng lớp lao động.
Ông xác định thu nhập của nhà nước có thể từ hai nguồn, một là từ quỹ đặc biệt của nhà nước, tư bản đem lại lợi nhuận, ruộng đất đem lại địa tô; hai là lấy từ thu nhập của tư nhân, bắt nguồn từ cái địa tô, lợi nhuận tiền công. Hồi đấy nó kiếm tiền kinh lắm mày ơi, cứ suốt ngày thấy tinh tinh mấy chục triệu trong tài khoản này. Thế xong bọn tao hỏi là làm gì đấy cho bọn tao làm nữa không nói. Tao bao giờ tao có thể ai có tiền tao hỏi ừ mày làm gì đấy cái từ kiểu tay thế á. Xong rồi tao hỏi suốt luôn không nói gì. Xong tao cầm xong kiểu như là nó có anh em họ trong lớp, tao cứ hỏi ôi hỏi đi kiểu giàu thế này mà không kiếm cùng phí thứ kiểu kiểu đấy, nhưng nó không nói. Thì nghe nguy hiểm. Nhưng mà nghe mấy chục triệu tài khoản ham nhỉ. Cái hồi mà điện thoại iPhone 11 ấy vẫn còn mấy mấy triệu ấy, 18, 19 triệu nó đã mua rồi ạ. Từ cái đợt năm trước ấy, lúc đấy iPhone 11 vẫn còn 18, 19 triệu. Có lúc nóng để tắm nhỉ? Adam Smith đưa ra 4 nguyên tắc để thu thuế. Tao giải em bọn bạn tao ấy, nhiều đứa kiếm ra nhiều tiền lắm nhưng mà nó không vô đâu. Cô sao em thôi kiếm được chỉ luôn cho kiếm mùa hè nó kiếm được kiểu khó khăn rồi. Con Minh Ngọc ấy trong tài khoản có 6-7 triệu. Tao hỏi nó làm gì có tiền đấy, nó bảo là cái hồi đi làm công ty nó kiếm được hơn 4 triệu thì nó để đấy không tiêu một đồng nó hết. Xong nó móc len được hơn 1 triệu. Biết cái gì mà nó dạo này đi đóng hàng tiền, xong dạo là sao mày buồn gì thế mày kiếm được đồng nào mày không tiêu à? Không, tao chả tiêu gì, có khi một tuần tao tiêu hết 50.000. Kiếm mang đồ từ nhà xong nó không đi ăn linh tinh không gì hết, xong dạo là ừ thế bảo sao chả giàu, kể ra thì tao kiếm được nhiều hơn thế, tao cũng ấy các thứ thứ ấy. Nó đi hay con hoạt động câu lạc bộ nó không đi làm mấy đâu, nhưng mà tao chả bỏ ra được đồng nào hết. Nó tiết kiệm tiền kinh khủng luôn. Tao hỏi là mày có đi tiêu tiền không đấy? Không, à có, tao hôm trước mua áo hết 200, với lại tuần này tao ăn hết 50 rồi. Trời ơi, ông tiêu là được. Ừ, À, vào cho giảm bớt chi phí nhưng mà tao chỉ chi phí ăn linh tinh thôi chứ ăn ăn như kiểu ăn đồ cơm có tự trả vốn này. Phần thuế mỗi người đóng thì phải quy định một cách chính xác, chỉ thu vào thời gian thuận tiện với cái phương thức thích hợp. Nhà nước chi phí ít nhất vào công việc thu thuế. Nhưng tôi cảm giác cái anh Đỗ Văn Linh Linh đấy nói đúng, nói đúng kiểu kiểu vay. Adam Smith thì đưa ra hai cái loại thuế, đó là thuế trực thu và thuế gián thu. Thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào cái thu nhập, ta cho địa mày một tô, phút lợi nhuận, cho tiền công và tài cái sản kế thừa. hoặc là trái ta để đi nhanh hết cùng áo đi nhanh lắm. Thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập, địa tô, lợi nhuận, tiền công và tài sản kế thừa. Thuế gián thu thì ông cho rằng nếu mà không nên đánh thuế vào các vật phẩm tiêu dùng thiết yếu, nên đánh thuế vào các hàng xa xỉ để điều tiết thu nhập của những người sống trung bình hoặc cao trung bình. Em Ngọc ơi, cho bé bé một tí Ngọc ơi. Dạo này World Cup ấy, thế nên bảng tin tao suốt ngày hiện mấy cái thông tin là gì mà Leo Messi cái gì mà khiêm tốn với lại kiểu thành công nhưng mà kiểu luôn luôn khiêm tốn với kiểu kiểu đỉnh thắng ấy. Còn Mbappe thì hích vai Messi cái thứ, sau khi tao không xem cái đấy tao cứ lướt qua rồi nó vẫn hiện lên. Nhìn cái đầu của tôi là Không biết. Võ tao không tin một cái nào hết. Lý luận về kinh tế hoàng hóa, lý luận về phân công lao động thì Adam Smith cho rằng phân công lao động là cái sự tiến bộ hết sức vĩ đại trong cái sự phát triển sức sản xuất lao động. Ông cho rằng phân công lao động thì sẽ làm tăng thêm hiệu suất lao động, tăng năng suất lao động. Ông khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái phân công lao động là trao đổi, nên cái mức độ phân công phụ thuộc vào cái quy mô thị trường.
điều kiện để thực hiện phân công là cái mật độ dân số cao và sự phát triển của giao thông liên lạc. Tiếp theo cùng mình tìm hiểu về lý luận tiền tệ. Lý luận tiền tệ. Xem lý luận tiền tệ nó sẽ như nào các bạn. Cái gì phá thì ghê quá. Bây giờ nó mua mà. Adam Smith thì đã trình bày lịch sử ra đời của tiền tệ thông qua sự phát triển của lịch sử trao đổi lúc nào từ súc vật làm ngang giá đến kim loại vàng. Do khó khăn trong việc xác định trọng lượng vàng người ta đúc tiền thì sau đó là tiền giấy, ông đã nêu lên quy luật số lượng cung tiền trong lĩnh vực lưu thông. Lý luận về giá trị lao động, cùng mình tìm hiểu về lý luận giá trị lao động nha mọi người. Adam Smith đã đưa ra cái thuật ngữ khoa học là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Khi phân tích về giá trị trao đổi thì ông đã tiến hành phân tích qua các bước. Khi xét hàng hóa trao đổi với lao động thì ông cho rằng thước đo thực tế của giá trị hàng hóa là lao động trên nên giá trị hàng hóa là do lao động sống mua được. Như vậy thì ông đã đồng nhất cái giá trị lao động là kết tinh trong hàng hóa với lao động mà hàng hóa đó đổi được. Khi xét trao đổi hàng hóa với hàng hóa, ông cho rằng giá trị trao đổi của chúng bằng một cái lượng hàng hóa nào đó. Như vậy, giá trị trao đổi của hàng hóa là quan hệ tỷ lệ về số lượng giữa các hàng hóa. Khi xét trao đổi hàng hóa tiền tệ, theo ông thì khi chấm dứt được cái nền thương nghiệp và đổi vật thì giá trị hàng hóa được đo bằng tiền và giá cả hàng hóa là cái biểu hiện bằng tiền của giá trị. Giá cả hàng hóa là hai loại thước đo là lao động và tiền tệ.
Trong đó thước đo là dao động, là cái thước đo chính xác nhất của giá trị. Còn tiền tệ chỉ là cái thước đo trong một thời gian nhất định mà thôi. Ông cũng đã phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, bác bỏ quan niệm cho rằng giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi. Ví dụ, không gì có gì hữu ích bằng nước, nhưng so với nó thì hầu như không thể mua được gì cả. Adam Smith thì là người đưa ra quan niệm đúng đắn về giá trị hàng hóa, đó là giá trị hàng hóa là do lao động hao phí tạo ra, khẳng định mọi thứ lao động tiền đều bình đẳng trong việc tạo ra giá trị. Lao động là cơ sở của giá trị, thể thực thể của giá trị là thước đo giá trị. Theo ông, lao động là cái nguồn gốc của sự giàu có của mỗi quốc gia, không phải vàng hay bạc mà là sức lao động mới là cái vốn liếng ban đầu và có khả năng tạo ra Ôi mọi của cải cần thiết. ôi Khi đề cập đến lượng giá trị, Adam Smith cho rằng giá trị là cái hao phí lao động trung bình cần thiết quyết định. Ông đã trừu tượng hóa cái lao động cụ thể, các chi phí lao động cá biệt để xem xét giá trị lao động tạo ra như Mày một cái đại lượng xác định mang tính chất xã hội.
nên mình mới thấy mùi nhiều mùi nước. Không, thấy làm bốc rất là mùi nhiều mùi nước. Như mùi sữa gì? Ông còn chỉ rõ giá trị hàng hóa bằng cái số lượng lao động đã hao phí, bao gồm mà lao động quá khứ và lao động sống, phân biệt lao động giản đơn và lao động phức tạp, nhưng chưa thấy được cái tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Ông cũng đã phân biệt được giá cả tự nhiên và giá trị ở trị thị trường, nhưng ông lại chưa chỉ ra được cái giá cả sản xuất thì bao gồm chi phí sản xuất và lợi nhuận bình quân. Canh thì đái còn bịt vào đái sứa ấy, chứ thì đái uống thì tao thật tao uống nhiều nước tao không đến lúc nhân tình đâu. Ông cũng đã phân biệt được giá cả tự nhiên và giá trị thị trường, nhưng ông lại chưa chỉ ra được cái giá cả sản xuất bao gồm chi phí sản xuất và lợi nhuận bình quân, như một quan điểm sai lầm của Adam Smith khi ông cho rằng tiền công, lợi nhuận, địa tô ấy là ba cái nguồn gốc đầu tiên của thu nhập, cũng như mọi giá trị trao đổi là ba cái bộ phận cấu thành giá cả hàng hóa. Lý luận về tư bản, Adam Smith quan niệm tư bản là những tài sản đem lại thu nhập. Ông đã phân biệt tư bản cố định và tư bản lưu động, song không chỉ rõ đặc trưng bản chất tư bản sản xuất, không phân biệt được các loại tư bản khác nhau như tư bản sản xuất và tư bản lưu thông. Vì thế thì ông đã nhầm lẫn trong cái việc xác định yếu tố tư bản xác định và tư bản. Mình nhận thú hồn. Thì tôi hài hồn. Vì thế thì ông đã nhầm lẫn trong việc xác định yếu tố tư bản cố định và tư bản lưu động, sai lầm trong việc xác định nội hàm của tư bản cố định và tư bản lao động. Cụ thể là con Ngọc xem bóng đá giống y hệt bố tao hay kiểu hồ reo quá khi nhiều nhìn tao nhìn thằng người yêu tao xem nó cứ ngồi bình tĩnh như không ấy, ngồi nào bị lên cái bố tao tao chỉ biết không ấy, hôm qua tao chỉ biết gặp toàn ấy thôi, nó ngồi xem nó cứ ngồi xem hỏi là vào chưa mà anh em thế nào vừa thua xong gì mà nhìn mặt nó bình tĩnh như không, nó hỏi là cái điều này có lạ không, nó hỏi là dạ cái việc đấy cái gì mà bọn nó còn cá cược là Argentina sẽ thắng 2.5 lần, tức là phải thắng 3-0 hoặc là 3 hoặc là 4-1 kiểu kiểu đấy. Thế mà kiểu bọn hôm nay đầy bọn nhảy cầu cái thứ đấy. Thôi rồi sao anh bình tĩnh ấy, làm gì mà chả bình tĩnh, cái gì nhìn trông như không là mày. Có cá độ không? Nó không cá độ. Có cá độ đấy bình tĩnh, cá độ hết bình tĩnh. Nó không liên quan về cái đấy đâu, nhưng mà tôi lại bảo là đấy vừa có người nhảy cầu Nhật Tân này cái thứ. Kinh ghê. Mất thích sổ đó, mất thích xem mấy rồi. All in vào Argentina. Đương nhiên rồi, ai ngờ Argentina cũng nghỉ được đấy, không phải cho đến tư bản lưu động là cái tư bản không đem lại thu nhập. Nếu nó vẫn ở trong tay người chủ sở hữu và giữ nguyên cái hình thái như tiền, lương thực tự trữ, nguyên liệu, nguyên nhiên vật liệu. Thành phẩm và giá bán thành phẩm, nói cách khác là cái bộ phận tư bản mang lại thu nhập cho người chủ của nó do kết quả của việc bán hàng hóa.
Tư bản của thương nhân thuộc về tư bản lưu động. Tao hết rồi, hôm qua tao hết rồi. Tư bản cố định là tư bản đem lại lợi nhuận mà không chuyển quyền sở hữu, như máy móc, công cụ lao động, các công trình xây dựng đem lại thu nhập, những cái năng lực có ích cho cư dân. Từ đó thì ông coi tư bản lưu động không có tính chất sản xuất và không chứa bộ phận tiền lương của công nhân. Nguyên nhân của sai lầm này là do căn cứ phân biệt chưa đúng và chưa nhất quán, khi thì dựa vào nguyên nhân mang lại lợi nhuận, khi thì dựa vào tính đặc tính của vật thể mà không căn cứ vào đặc tính di chuyển giá trị. Ê Vân, Vân tao lại nhạc đi kìa. Nhạc đâu ấy? Đây. Về tích lũy tư bản thì ông khẳng định chỉ có lao động mới là cái nguồn gốc của tích lũy tư bản. Không chỉ bố bọn tao áp lực rồi, với anh chị sale áp lực vai, cái bị nhắn mỗi ngày phải cam kết ngày mai doanh số bao nhiêu ấy, ví dụ ngày mai cam kết 30 triệu mỗi người chốt một khách 10 triệu ấy, theo phải cam kết về cứ kiểu đang cuối tháng người ta càng càng không muốn tập, người ta càng nghĩ là tăng đầu năm người ta tập ấy, sau bây giờ rồi năm nay tháng này bị ít doanh số. Ai đi làm thì cũng sẽ bị dụng thôi. Cái kiểu như cái mấy cái chỗ ta làm ấy, có mấy chị 2K1 đấy, 2K1 là năm cuối đấy, làm mấy chị ấy làm ít lắm, không đủ để upsell ấy, xong mấy gì làm đi gì đấy, xong cái gì, làm cho đủ chạy đi like thứ, cố gắng nha các em thứ. Xong chị hôm nay em họp câu lạc bộ, hôm nay em đi làm này làm kia kiểu gì kiểu bận lắm, cứ bị dục thôi mà. Như bọn tao thì rảnh. Khi dựa vào nguyên nhân mang lại lợi nhuận, khi dựa vào đặc tính của vật thể mà không căn cứ vào đặc tính di chuyển giá trị. Về tích lũy tư bản thì ông khẳng định chỉ có lao động mới là cái nguồn gốc của tích lũy tư bản. Tích lũy tư bản tăng là do kết quả của cái sự tiết ước và chúng giảm đi là do hoang phí và không tính toán cẩn thận. Điều này thể hiện ở quan điểm tiết kiệm. Nhà tư bản thì phải tiết kiệm, dành một cái phần thu nhập của mình để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm, nhờ đó mới làm tăng của cải. Theo ông, mối quệ hoang phí là kẻ thù, mối quệ hoang phí thì là kẻ thù của sự giàu có của xã hội. Mỗi người tiết kiệm là người làm giàu cho xã hội. Tiếp theo cùng mình tìm hiểu về lý luận thu nhập nha mọi người.
Về tiền lương thì ông quan niệm tiền lương là một cái phần thu nhập của công nhân làm thuê, là một cái phần của sản phẩm lao động. Ông ủng hộ cái việc trả lương cao, hai yếu tố quyết định đến cái mức tiền lương là cầu về lao động và giá cả trung bình của các tư liệu sinh hoạt. Ông cũng đã phân biệt cái sự khác nhau giữa tiền lương thực tế và tiền lương danh nghĩa. Xem phần số học tiếp thôi. À, ta mới xem phần số học ngày xưa, ta lại xem ngày âm nữa. Mày bị điên à? Có mà người ta bảo sao rồi, nếu ngày sinh trên giấy tờ của bạn khác với ngày sinh trên bình thật thì bạn sẽ có sự xáo trộn từ cả hai ngày sinh này, nên tra cứu cả hai để biết thêm chi tiết. Ngọc ơi, mày nghe bạn mày nói gì chưa Ngọc ơi? Tuy nhiên kết quả về thiên về ngày sinh dương lịch thật. Ê, con Vân, con Ngọc nó bốc phốt mày là tại sao mày lại xem cái cung của mày bằng cái ngày âm? Ngày âm bởi vì nó ở trên giấy khai sinh đấy. Về lợi nhuận, lợi tức, Adam Smith thì chỉ rõ nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận là một khoản khấu trừ do công nhân tạo ra, là cái kết quả của lao động đem lại. Về lợi tức thì ông cho rằng lợi tức là một cái bộ phận của lợi nhuận được đẻ ra từ lợi nhuận. Lợi tức của tư bản cho vay được trả bằng cách lấy vào lợi nhuận thuần túy và do mức lợi nhuận thuần túy quyết định. Rồi, đó là xem là được anh em mình ha. Đầu tiên là chị Tình. Ok. Rồi, giờ tôi. Nguyễn Thị Tình, mùng 1 tháng 6 đúng không? Tên thường dùng Tình. Mùng 1 tháng 6. Phần số học của Tình là số 3, số chủ đạo là 3. Tính cách nổi trội của bạn, điểm mạnh. Bạn thường là người vui vẻ, quảng giao hoạt ngôn hoạt Thôi ơi, mày sai rồi, mày ơi, bỏ qua đi được không? có óc tưởng tượng, óc thẩm mỹ rất tốt, bạn cũng khôn khéo, tháo vát, thân thiện, Ê, mày bỏ qua được không? Cái trung này thành. sai hoàn toàn rồi. Điểm yếu, bạn thường dễ làm việc theo cảm hứng, đôi khi trở nên lông lổ, cường điệu mọi chuyện. Bạn cũng dễ bộc trực, nóng giận và hay thay đổi. Bạn thường không giỏi giữ tiền và tiêu hoang phí. Ông chỉ ra những cái nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận như tiền công, Chưa vừa quy rồi mô ta tư xem cái bản, con lĩnh số vực xưa đầu của ta tư, thấy khá là đúng mà. cạnh tranh, sự can thiệp của nhà nước. À, Ông cũng là cái Nguyễn người Trân. chỉ ra xu hướng giảm xuống của tỷ suất lợi nhuận và cho rằng tư bản ngày sinh tao bao nhiêu, Mùng 1, à nhầm, mùng 3 tháng 1. ngày sinh Tình bao nhiêu, Mùng 6. ngày tỷ suất lợi nhuận càng thấp, Không. ngày sinh Ngọc bao nhiêu, Để nghe, 29 ạ. 29 là bé Đó. thôi. Không phải con Ngọc và con Như Ngọc là 29. Về địa tô cùng ngày sinh cà rốt cũ ta nhớ. là 29 đăng ký.
Nguyễn Minh Châm, con số chủ đạo là con số 9, giống của tao. Số 9, bạn thường là người có lý tưởng, mục tiêu lớn, uy tín, dũng cảm, nhân đạo tốt bụng, khi giúp đỡ người khác, có trách nhiệm, có đức hy sinh và vì cộng đồng, bạn cũng dễ thu hút người khác. Điểm yếu hay bị ảnh hưởng bởi quá khứ, dễ trở nên quá hào phóng, gặp khó khăn thường không muốn nhờ cậy, dễ bị lãng phí thời gian vào những chuyện không quan trọng, dễ lông nổi là tự ca. Ngày dương của tao là số 9, còn ngày âm là số 8. Thì mày thấy đúng với mày à? Cũng đúng mà. Xem đấy là chỉ xem có qua, còn chi tiết của sẽ ấy hơn Xem trên app à? trang web đến hơi trầm nữa Adam Smith thì có cái hai luận điểm về khái niệm địa tô. Một là địa tô là cái là cái khoản khấu trừ thứ nhất vào sản phẩm lao động. Hai là địa tô là khoản là trả tiền trả về cái việc sử dụng ở đất đai, phụ thuộc vào mức vãi. độ phí nhiêu của đất đai và việc người nông dân có khả năng trả tiền cho ruộng đất. Bạn đã hết 3 lượt tra ban đầu. Vui lòng đăng ký tài khoản để tra cứu tiếp. Về thức địa tô thì Adam Smith đã phân biệt hai hình thái của địa tô chênh lệch, nhưng mà ông lại chưa nghiên cứu địa tô chênh lệch hai. Lý luận về tái sản xuất theo tư bản xã hội, cùng mình tìm hiểu về lý luận tái sản xuất. Ê, tại biết tại sao số 9 không? Tổng tổng ngày sinh đúng không? 22 của mày 22 của tao 31. Tổng ngày sinh nhờ phân tích cũng hay ho nghe hay ho để xem nhau nhập Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội nha mọi người. nhưng mà mấy ngày sinh lớn thì có tính theo kiểu gì? Lại cộng thêm vào cộng hai số đấy vào tiếp rồi. Con mặc là số 7. Từ nhá. Để tôi thử có nghe. Không mà tính kiểu gì đâu chị. Từ Số đây. mấy cái số lẻ mà mình được biết là số 7 là bạn thường là người có khả năng phân tích tốt, hiểu sâu Đây, vấn đề. lấy 2 cộng 9 cộng 9 cộng 2 cộng 3 xong lấy 2 cộng 5 nữa. Bằng 25 ấy, xong lại lấy 2 cộng 5 tiếp. Rồi. Adam Smith thì đã hiểu một số vấn đề của lý Trải luận về nghiệm tái sản xuất gồm gần giống với lý luận mà các Marx xây dựng sau này, ví dụ như giá trị mỗi hàng hóa gồm giá trị tư liệu sản xuất, sản xuất ở phần khấu hao tư bản cố định và các chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu mọi người ạ. chỗ này thì sao? Cái anh sếp của là cả ba cơ sở phòng sale nhắn là bắt buộc phải có tiền hôm nay, như bây giờ bắt buộc phải xong hôm nay thì chốt được một hay là có tiền. Phải căng thẳng ấy. Vậy tôi đã xem một cái video mà khi anh ấy đúng cu mà còn là người có thần số học là số 8, nên nó cứ kiểu rất là thích cái thứ này, ta đi xem thần số học. Tổng sản phẩm hàng năm của xã hội gồm các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng được tái sản xuất ra trong năm. Ê từ từ. Người yêu tao số 8 này à? Nếu tao là mùng 10 tháng 11 năm 2003 thì là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 2 cộng 3. Số 8 thì sao? Số 8 đó, số 8 thì như là rất là nổi, nhiều người nổi tiếng, lãnh đạo lớn thì có số 8. Xã hội gồm các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng được tái sản xuất trong năm. Ông đã phân chia tổng sản phẩm xã hội thành hai mặt là mặt hiện vật, hình thái hiện vật gồm tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. Mặt giá trị hình thái giá trị gồm bộ phận là chi phí và để sản xuất.
thì ông cũng đưa ra các khái niệm về tổng thu nhập và thu nhập thuần túy, phân biệt tích lũy và cất trữ khi xem xét giá tái sản xuất mở rộng. Đặc biệt, ông có cái gợi ý thiên tài là phân chia nền sản xuất xã hội thành hai khu vực: sản xuất tư lệnh sản xuất và sản xuất tư lệnh tiêu dùng, mọi người ạ. Đáng tiếc là các hiểu biết trên thì không được sử dụng cho nghiên cứu tái sản xuất xã hội. Tiếp theo thì về mặt hạn chế, cùng mình tìm hiểu về mặt hạn chế của cái này nhé. Nó sẽ có những cái hạn chế gì mà mình cần xét xét. Ông vẫn đang đây, không có một cái quy. Hả? Ông vẫn đang đây, không có cái quy phải Nó gì? không? Để đây ngồi cho dễ Cái chịu. chặt mẹ cái bộ Để ngồi cho dễ chịu. đây cũng là người đâu. Lý luận về tái sản xuất của Adam Smith thì được xây dựng trên quan điểm của giá trị hàng hóa bao gồm tiền lương, lợi nhuận, địa tô. Do đó, trong quá trình phân tích thì ông đã trình bày các quan niệm về tổng thu nhập thuần túy, nhưng mà ông không lấy cái tổng thu nhập làm cái điểm xuất phát mà lấy cái thu nhập thuần túy làm điểm xuất phát, và toàn bộ cái lý luận tái sản xuất chỉ xoay quanh thu nhập thuần túy. Ông đã bỏ qua lao động ở trong quá khứ trong phân tích về tái sản xuất. Marx đã đặt tên cho sai lầm này là tín điều của Adam Smith. Máy nhìn bè bè nhìn nhìn sao lại làm được như này nhỉ? Được không bè bè? Mày gọi là bè bè phân tích ở đây trái rồi Mặt em khác thì nó ông không phân chia không tư biết bản xã hội làm hai bộ phận: không biết phân tư tích thì liệu có được sản nó xuất và tư liệu tiêu dùng, nhưng mà cái sự phân chia này chưa rành mạch. Ông đã đồng nhất tư bản với của cải xã hội chứ không phải là tư bản là bộ phận dự trữ. Ê, trước khi về ăn Tết thì đi ăn buffet đi. Tất nhiên rồi, chắc chắn rồi. đi Còn đang định Tết Dương đi luôn rồi. Tết Dương là ngày mùng 3 tháng 1 nên đã có lương đâu. Tết Dương cũng hiểu gần Tết âm. Mày điên là Tết âm là 21 tháng 1. Nhưng mà ví dụ như tình mà về sớm thì chả ấy. Tính về sớm luôn á. Thì ví dụ nhá, mùng 6 thi xong, đúng không? Thì sau mùng 6 ăn. Ừ. Thế thì phải vay tiền ăn buffet. Ê, lúc lúc chị ta đưa đi ăn buffet coi xin tình buffet hải sản ở bên Tha Tuti nhiều kinh khủng, tôm cũng mọc to, cua cũng nhiều, 308 mấy nghìn người, rẻ hơn dạ hiện tại hơn rẻ hơn xem Tây Hồ thứ ơi, Tại ai 380.000 người cũng thế rồi. xem Tây Hồ gần 5 lít đi, hơn 5 lít vào buổi tối cuối tuần sao. Nhà thôi đi ăn mấy cái buffet như tôm kia nữa rẻ. Ăn đi ăn nướng hoặc đi ăn lẩu gì thì đấy tầm 200 gì gì thôi. Chứ tao thì ăn gần 400.000 tiếp tiền. Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối. À hay là để sinh nhật tao ăn lẩu ở đây nhỉ? Tao vẫn muốn đi ăn buffet ở ngoài. Ăn buffet ở ngoài thì không. Ăn buffet ở ngoài thì không phải đủ tiền bao nhiêu hết được. Nhiều quá lắm. Em chưa thích quà gì đây. Tao chỉ thích kim cương thôi. Adam Smith là người đưa lý thuyết về lợi thế tuyệt đối được xây dựng trên cơ sở lý luận giá trị lao động. Ông cho rằng việc buôn bán giữa các nước diễn ra trên cơ sở lợi thế tuyệt đối của từng nước khi quốc gia này có lợi thế hơn quốc gia khác về sản xuất một loại hàng hóa nào đó. Ngược lại, quốc gia khác thì lại có lợi thế tuyệt đối về một cái mặt hàng nào đó. Do đó, khi tiến hành trao đổi ở cả hai nước thì đều có lợi ích cao nhất. Bởi vậy mỗi quốc gia thì phải biết chuyên môn hóa sản xuất ra loại hàng hóa mà họ có lợi thế hơn, chi phí lao động hóa thấp hơn. Nhưng trong thực tế hiện tại, trong thực tế hiện thị trường này thì không nhiều. Bởi vậy mà lý thuyết này của Adam Smith có những cái hạn chế. Về sau, chính Ricardo là cái người đó phát triển lý thuyết về lợi thế tuyệt đối, xây dựng lý thuyết về cái lợi thế so sánh, mọi người ạ.
bộ đại. Có. Tóm lại, những cái tư tưởng của Adam Smith có chứa được nhiều mâu thuẫn cả phương pháp khoa học và phương pháp tầm thường. Song ông đã xác định được cái nhiệm vụ của kinh tế chính trị học, đưa các tư tưởng kinh tế có từ trước đó trở thành hệ thống. Học thuyết kinh tế của David Radico, lý luận về giá trị. Lý luận về giá trị là lý luận mà chiếm vị trí quan trọng trong cái hệ thống quan điểm kinh tế của Ricardo. Ông định nghĩa được giá trị của hàng hóa hay số lượng của một hàng hóa nào khác mà hàng hóa trao đổi là số lượng lao động tương đối cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. Ricardo cũng có sự phân biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Ông nhấn mạnh tính hữu ích không phải là thước đo của giá trị trao đổi, mặc dù nó rất là cần thiết cho cái giá trị này. Theo ông thì lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa không phải chỉ có lao động trực tiếp mà còn có lao động cần thiết trước đó để sản xuất ra các công cụ, dụng cụ nhà xưởng dùng vào việc sản xuất ấy. Về thước đo giá trị, ông cho rằng cả vàng hay là bất kỳ một cái loại hàng hóa nào thì không bao giờ là một cái thước đo giá trị hoàn thiện cho tất cả mọi vật. Mọi sự thay đổi trong giá cả hàng hóa là hậu quả của những thay đổi trong giá trị của chúng.
Về giá cả thì ông khẳng định giá cả hàng hóa là giá trị trao đổi của nó, thì cái biểu hiện bằng tiền, giá trị đo được bằng sức lao động để sản xuất hàng hóa. Ông cũng đã tiếp cận với giá cả sản xuất thông qua việc giải thích giá cả tự nhiên, đề cập đến cái lao động phức tạp và lao động đơn giản, nhưng mà ông chưa lý giải cái việc quy lao động phức tạp thành lao động giản đơn. Đó, rất là nhiều, ông đề ra rất là nhiều Ui thứ luôn mọi người ạ. ok mà. Về lượng giá trị của hàng hóa theo ông là do lao động mà xã hội cần thiết quyết định. Ông cũng là cái người đầu tiên mô tả đầy đủ cơ cấu giá trị bao gồm 3 bộ phận C, V, M. Tuy nhiên thì ông chưa phân biệt rõ được cái sự chuyển dịch C vào sản phẩm như thế nào và không tính đến yếu tố C2. Mặt khác thì ông chưa làm rõ được tính chất lao động xã hội quy định giá trị như thế nào. Theo ông thì lao động xã hội cần thiết là cái điều kiện để sản xuất ra số nhất quyết định. Thì về giá trị hàng hóa ông thì lý thuyết về tiền tệ và tín dụng, Ricardo thì vẫn coi vàng là cơ sở của tiền tệ, nhưng theo ông thì muốn cái việc trao đổi thuận lợi thì ngân hàng phải phát hành tiền giấy. Ông cho rằng giá trị của tiền là do giá trị của vật liệu làm ra tiền quyết định, nó bằng số lượng lao động hao phí để khai thác vàng một lượng nào đó do nhà nước và ngân hàng quy định. Ông phát triển cái lý luận của Guilherme về cái tính quy luật của số lượng tiền trong lưu thông. Ông đối chiếu giá trị của khối lượng hàng hóa với giá trị của tiền tệ và cho rằng tác động qua lại giữa số lượng hàng hóa với cái lượng tiền trong lưu thông diễn ra trong cái khuôn khổ nhất định. Đầu ấy ông đã có nhiều luận điểm đúng đắn về tiền tệ, song vẫn còn những cái hạn chế nhất định, như là ông chưa phân biệt được tiền giấy với tiền tín dụng, chưa phân biệt rõ ràng giữa lưu thông tiền giấy và tiền kim loại, nên đi đến một kết luận chung rằng giá trị của tiền là do lượng của chúng điều tiết, còn giá cả của hàng hóa thì tăng lên một cách tỷ lệ với tăng số lượng tiền.
ông là người theo lập trường của thuyết lượng tiền và lý thuyết của ông thì chưa phân tích đầy đủ các chức năng của tiền tệ. Tóm lại, Ricardo chưa thống nhất trong cái quan điểm về tiền tệ mọi người ạ. Tiếp theo là lý luận về tiền lương, lợi nhuận, địa tô nha mọi người. Tiền lương, lợi nhuận, địa tô. Về tiền lương thì ông coi tiền lương là giá cả tự nhiên của hàng hóa lao động, là giá cả của các tư liệu sinh hoạt đời sống người công nhân đo và gia đình anh ta. Ông cho rằng mức tiền lương vào yếu tố lịch sử văn hóa. Theo ông thì tiền lương sẽ cao làm cho nhân khẩu tăng nhanh dẫn đến thừa lao động, lại làm cho tiền lương hạ xuống, đời sống công nhân xấu đi là kết quả của việc tăng nhân dân số. Công lao to lớn của Ricardo là phân tích tiền lương thực tế và đặc biệt là xác định được cái tiền lương như một cái phạm trù kinh tế. Ông xét tiền lương trong mối quan hệ giai cấp, mối quan hệ về lợi ích. Mày tì vào. Thì về lợi nhuận, Ricardo xác nhận giá trị mới là game. Với là cái phát hiện ra lao động tư bản nếu tăng năng suất lao động thì tiền lương sẽ giảm tương đối, còn lợi nhuận của tư bản sẽ tăng tuyệt đối. Tuy nhiên thì ông chưa biết đến cái phạm trù tăng giá trị thặng dư. Ông đã có nhận xét tiến gần đến cái lợi nhuận bình quân. Những cái tư bản có đại dượng bằng nhau thì về địa tô này, lý thuyết về tư bản này, lý thuyết tái sản xuất này, lý luận về thuế khóa này. Ok, mình sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt mọi người nhé.